Rồi, xin chào các bác nhé. Thì em về được lô motor. Lô này gần 800 kg nhá. Thì loại nhỏ này là 600, gần 700 kg này, 700 kg này. Với loại lớn này ở trong đây thì 118 kg. Đây là motor nó chế bơm, hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé. Hàng này là công ty thanh lý, đây là cuối năm hàng thanh lý tồn kho mới. Loại này một cân là được 12-13 cái, loại này một cân được 5 cái. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu mua số lượng inbox trực tiếp em nhé, giá thì giá kilogram thôi. Đó. Hàng mới 100% nên là các bác yên tâm đi. Bao sống bao chạy bao tét. Bác nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp em nhé, qua số điện thoại 0985 012 662. Hàng chất lượng mới. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào các bác.